Chào thầy, em xin làm bài tập bề mặt mô phỏng cái module điều khiển 32 Lantern. Thì ở đây thì em đã lấy một số linh kiện như là con 74 573 và 74 595, rồi led, con bích và cái điện trở. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy con xoắn ép ra. Tiếp theo thì tới con 74573 và bốn con 74595. Chúng ta cần bốn con này. Sau đó là cần bốn con điện trở. Theo là nguồn VCC và ground. Đây em đặt nét bằng VCC để đặt trên nguồn. Tiếp theo nét bằng GND để đặt ở
phẩy này vào trong chân DS của con 74595 tiếp theo để nó truyền dữ liệu nối tiếp. Chúng ta đã hoàn thành việc lắp phần cứng, sau đó thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần mềm thì chương trình thì em
xin nói về cái giải thích về cái chương trình. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có phần khai báo thư viện include. Sau khi khai báo thư viện xong, chúng ta em sẽ khai báo biến. Thì ở đây gồm ba biến, đó là biến x và biến y. Rồi thêm một biến nữa là biến để chạy vòng lập for. Rồi vào hàm chính thì đầu tiên thì sẽ gọi cái hàm con setup bỏ cái C chốt. Sau đó thì tới vòng lập tuần hoàn. Thì ở đây thì em sẽ cho nó chạy tạm 2 chu kỳ, mỗi chu kỳ 8 lần. Đầu tiên thì x thì sẽ bật hết, em sẽ bật hết 8 led, là 8 led 0xff và y thì bằng 0. Thì sau đó thì em gọi hàm xuất 32 led đơn, 2 quật ra xy. Rồi tiếp theo thì x ngược lại, x bằng 0, y bằng 0xff. Rồi xuất 32 led đơn, 2 quật ra. Thì lúc này thì rồi delay nữa nó. Thì cái biến x này nó sẽ bật 8 8 8 8 led. Nó sẽ bật 8 led ở đoạn này lên. Còn cái 8 led ở bên phải này thì nó tắt hết. Sau đó thì ngược lại bật 8 led đỡ đầu tiên, còn bên này thì nó tắt. Sau đó rồi còn là for thứ hai thì bật 8 led ở bên này tắt, rồi lại bật 8 led ở giữa, rồi lại tắt bên này, liên tục như vậy 8 lần. Sau đó thì đóng lại rồi comply. Này phải trình vào đây, nó sẽ chạy 8 lần. Có thể do ở đây nó chưa có đánh số led xuống là nó chưa chạy. Cuối cùng là led 31. Led này chết tắt 8 lần. Rồi đây, 8 lần, chết tắt 8 lần. Khi mà nó hết hai vòng lặp 8 lần đó thì nó sẽ quay lại, tại vì vòng lặp for chu, while chu. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.